Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 24 tháng 11 năm 2021 được phát trên kênh ZQVS. Theo lý giải của các chuyên gia, giá thịt heo hơi lao dốc thời gian qua chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh do tác động bởi đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các bếp ăn lớn đóng cửa. Ngoài ra, do các địa phương trên cả nước đã kiểm soát được dịch tả heo châu Phi, khiến tổng đàn heo hiện nay tăng khoảng 3,8%, dẫn đến cung vượt quá cầu. Còn giá bán heo hơi những ngày gần đây có chiều hướng tăng trở lại là do nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở các địa phương trong cả nước bắt đầu tăng sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thành sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi, từ nuôi heo nái đến nuôi heo thịt là khoảng 45.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg, còn chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành rơi vào khoảng 53.000 đồng cho đến 60.000 đồng 1 kg. Như vậy, với mức giá heo hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi khép kín chưa có lãi, phần còn lại thì thua lỗ nặng, khoảng cách tiếp cận được giá thành sản xuất còn khá xa. Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo, giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 đồng cho đến 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng 1 kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành cho thấy, dự báo giá heo hơi trong những ngày tới nhiều khả năng sẽ liên tục tăng mạnh. Không những thế, theo dự kiến vào cuối năm, giá heo hơi sẽ vượt luôn đỉnh mức giá dự kiến. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 41.000 đồng 1 kg cho đến 47.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Hưng Yên giữ mức giá 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Nam Định được ghi nhận từ 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Hà Nam giữ mức giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 43.000 đồng 1 kg cho đến 49.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Quảng Bình giữ mức giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Bình Định giữ mức giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 46.000 đồng cho đến 48.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Bình Thuận giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 42.000 đồng 1 kg cho đến 48.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức
45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 46.000 đồng cho đến 48.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 46.000 đồng cho đến 48.000 đồng 1 kg. Bình Dương giữ mức giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 130.000 đồng 1 kg. Sườn già heo được ghi nhận là 80.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai bán với giá 125.000 đồng 1 kg. Đuôi heo được ghi nhận là 105.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 55.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo các hộ chăn nuôi, giá heo hơi sẽ tăng vào cuối năm theo quy luật, nhưng dự kiến sẽ không tăng đột biến vì nguồn cung dồi dào. Do vậy, nhiều trang trại chỉ nuôi duy trì, còn các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ vài chục con cũng đã đóng chuồng. Những ngày gần đây, giá heo hơi tiếp tục giảm, trong khi đó, chi phí chăn nuôi, giá thức ăn tăng cao khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Trước thực trạng này, nhiều hộ buộc phải treo máng do không đủ chi phí tái đàn. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 8 lần, có loại tăng tới 9 lần, trung bình mỗi lần tăng từ 3 đến 5%. Nguyên nhân một phần là do dịch COVID-19 gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển tăng từ 200% đến 300%. Còn một phần nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm mạnh là do vừa qua sản lượng thịt heo nhập khẩu nhiều, trong khi nhiều trang trại lớn trong nước cũng đã tăng đàn khá mạnh, khiến heo tồn đọng với số lượng lớn. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chợ phải tạm đóng cửa. Một số khu giết mổ phải dừng hoạt động, thu nhập của người dân giảm, nên chi tiêu tiết kiệm, do đó kéo giá thịt heo giảm sâu, khó xuất chuồng hơn trước. Ngoài ra, chăn nuôi không hiệu quả, khiến nhiều trang trại cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn, nay chỉ dám nuôi cầm chừng. Một số hộ chăn nuôi đã phải treo chuồng vì không đủ chi phí gánh thêm thua lỗ. Dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi heo trong thời gian qua khi bệnh này không thể chữa và chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, việc có vaccine phòng tả heo châu Phi có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Đặc biệt, một số loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn châu bò, lây lan nhanh, gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi trên địa bàn, trong khi chính quyền một số địa phương và người chăn nuôi đang còn chủ quan, lơ là. Do vậy, công tác phòng dịch trên đàn gia súc cần được thực hiện quyết liệt hơn với những giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới. Theo như khảo sát tại các hộ chăn nuôi cho biết, giá heo hơi nếu tiếp tục giảm như hiện nay thì nguy cơ trên nhiều hộ sẽ bắt đầu treo máng và không dám tái đàn như trước nữa. Trong những ngày tới, trên tinh thần để người chăn nuôi được yên lòng và sẽ tiếp tục tái đàn trên diện rộng như trước. Bên Bộ cũng đã đề nghị Bộ Tài chính
trình chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lưu thông để đảm bảo cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng đến thời điểm này chưa có hy vọng gì về việc giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm. Bởi lẽ hiện nay quá trình vận chuyển nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam vẫn gặp trục trặc, chi phí vận chuyển các mặt hàng này tăng cao từ 200 đến 300% so với trước. Việt Nam nhập khẩu tới trên 90% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nên khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy hàng loạt chuỗi cung ứng, giá thành vận chuyển tăng cao. Để duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực chăn nuôi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến luật chăn nuôi và các văn bản khác có liên quan đến người chăn nuôi. Nhiều địa phương cũng tập trung phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, kế hoạch, tăng tỷ lệ chăn nuôi quy mô trang trại, có lộ trình để di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!